Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 180. Ở cuối tập trước, sau khi Thác Bát Hồng vẫn lạc, cao trào cuộc phân tranh trong hành trình đến Đông Hải cũng nhanh chóng kết thúc. Nhìn Thác Bát Hồng bị Long Khôn đốt thành than đen, mấy người Từ Dương cũng chỉ lắc đầu có chút tiếc nuối. Công bằng mà nói, tư chất của Thác Bát Hồng có thể xem là tuyệt thế thiên tài tu chân giới trong toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu. Đáng tiếc bây giờ nhận phải kết cục này, tất cả bởi vì hắn không có cách nào khống chế được dục vọng của mình. Đương nhiên, lựa chọn Từ Dương làm kẻ địch của mình cũng là một nguyên nhân khiến Thác Bạt Hồng thất bại. Cách làm này xem như hắn triệt để đá vào bên trên tấm sắt. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương phát hiện một nan đề khó giải. Đúng là Thác Bạt Hồng đã chết nhưng cũng có nghĩa là quỷ ảnh Tu La không còn trạng thái bị khống chế. Tinh thần lực lưu lại trong thức hải của quỷ ảnh Tu La bắt đầu bởi vì vô chủ mà trở nên nóng nảy. Rất nhanh, thân thể trước mặt này bắt đầu hiện ra âm tình bất định, thu hút sự chú ý của đám người Từ Dương. Không tốt, nhục thân bọn họ hợp hai làm một đã hơn 6.000 năm, dung hợp đã trở thành một loại bản năng trong linh hồn. Vì vậy khi một bên rơi vào trạng thái ngủ say, thì bằng vào tinh thần lực của bên còn lại cũng đủ duy trì nhục nhân và năng lượng hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại, hồn lực quỷ ảnh Tu La đã bị thiêu đốt hầu như không còn vì tinh thần lực Thác Bạt Hồng lưu lại bắt đầu cuồng bạo. Ngay tại thời điểm này, hồn niệm của Mục Kinh Thiên cũng đã yếu ớt gần như tán loạn. Một khi cục diện mất khống chế, hai linh hồn đồng thời bị diệt vong, như vậy cũng có nghĩa là nhục thân hai người bọn họ dung hợp lại sẽ bị cưỡng chế bóc ra. Long nguyên hoàn chỉnh trong cơ thể sẽ xé nát cơ thể hai người vì không thể chịu nổi sức mạnh cường đại đó. Từ Dương nói chính xác tình huống mà thân thể trước mặt này phải đối mặt. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể làm gì? Hoặc tháo rời long nguyên hoàn chỉnh ra, hay tiếp tục suy nghĩ biện pháp duy trì thân thể bọn họ ở trạng thái dung hợp. Bạch Liên Tuyết lên tiếng hỏi thăm Từ Dương, đám người cũng vì muốn trận chiến này cống hiến một chút tác dụng. Dù sao dọc đường đi cũng chỉ có Từ Dương và nữ đế cứu bọn họ trải qua khổ cực. Từ Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói thật, loại tình huống này ta cũng lần đầu tiên gặp phải, huống chi long nguyên hoàn chỉnh sẽ có uy lực đến cỡ nào chúng ta cũng đều hiểu rõ. Nếu không cẩn thận, sợ rằng sẽ phá nát toàn bộ chiến trường Đồ Long. Nữ đế cân nhắc trong phút chốc, đi đến trước mặt Từ Dương, theo ta thấy, không bằng chúng ta rời khỏi chiến trường Đồ Long này. Như vậy thì có thể tránh được nguy cơ lớn nhất do Long Nguyên gây ra. Về phần hai cường giả dung hợp nhục thân, tạm thời sử dụng phong ấn thuật, cố gắng phong ấn sức mạnh Long Nguyên bộc phát, chắc có thể kéo dài được chút thời gian. Từ Dương và nữ đế liếc nhìn nhau, cuối cùng tán thành giải pháp này. Cũng được, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất trước mắt có thể nghĩ ra. Vạn nhất nhục thân mục nát này thật sự gánh không được, cũng xem như chúng ta đã cố gắng hết sức. Đám người sau lưng Từ Dương đi tới phía trước phế tích thần miếu. Ánh sáng vàng rực đã bắt đầu phát huy tác dụng, tất cả tường đổ nát và tàn tích trước mặt họ đều bay lên không trung, lộ ra trọng tâm mắt trận chân long lĩnh vực khống chế toàn bộ chiến trường Đồ Long. Ở đây, chắc là mắt trận nơi Mục Kình Thương sử dụng vô thượng đạo môn trận, phong ấn long tàng địa. Mọi người nhìn chằm chằm vào ấn ký trận quang sáng chói. Cho dù có phong ấn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh dao động vô cùng lớn. Ta nói này lão đại, có một vấn đề ta không hiểu. Long Khôn đột nhiên nói, sức mạnh dao động trong trận pháp này có thể đạt đến trình độ hủy thiên diệt địa. Bằng không cũng không có khả năng khiến toàn bộ chiến trường Đồ Long duy trì trong biển sâu mấy ngàn năm. Dù Mục Kình Thiên có ở trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi, sao hắn có thể bố trí phong ấn đáng sợ như vậy chứ? Truyền thừa Thiên Đạo Tông thật sự đáng sợ như vậy sao? Từ Dương cười khẽ lắc đầu, nếu như ta đoán không lầm, hắn thi triển phong ấn vô thượng đạo môn cũng không phải do một mình hắn tập kết lại, mà ngưng tụ sức mạnh của mấy trăm cao thủ đỉnh phong của Kình Thiên Đạo Tông nhất mạch. Phải biết, năm đó Kình Thiên Đạo Tông là môn phái truyền thừa lớn nhất, hợp sức mạnh toàn tông duy trì pháp trận đạt đến trình độ này cũng không có gì lạ. Sau khi được Từ Dương giải thích, mọi người cũng đều hiểu được. Từ Dương vung tay lên, đạo tâm phất trần lần nữa quay về đến trước mặt hắn, dưới đạo lực tiếp dẫn. Hắn thử tiến hành câu thông toàn bộ mắt trận. Trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh vô cùng lớn từ mắt trận phun ra ngoài, khiến mấy người Từ Dương bay ra ngoài hơn mười mấy mét. Bây giờ, một người luôn trầm ổn như Từ Dương cũng không nhìn được mày nhíu chặt. Xem ra, muốn rời khỏi chỗ này còn khó hơn ta tưởng nhiều lắm, chỉ có mở mắt trận khiến một phần năng lượng chút xuống. Chúng ta mới có đủ lực xông phá áp lực thủy khí vô tận dưới đáy biển. Thế nhưng, điều quan trọng là làm thế nào để khống chế cỗ sức mạnh này theo ý của mình. Lời của Từ Dương khiến mọi người lần nữa khẩn trương hơn. Vạn nhất sức mạnh triệt để mất khống chế,
Lực đạo pháp trận này tuôn ra có thể dễ dàng phá hủy chân long lĩnh vực thần cấp này. Lão gia hỏa, mau ra đây, mau dùng lĩnh vực của Thao Thiết ngươi hỗ trợ ta. Từ Dương không chút do dự, quả quyết gọi Thao Thiết đến giúp đỡ. Đồng thời dùng hai đại thần khí Hoang Thiên Vô Cực và Vĩnh Hằng để thủ hộ cho hắn. Lúc này Từ Dương ngồi xếp bằng trong hư không, đôi mặt với đỉnh đạo tâm phất trần. Được ánh sáng vàng óng bao phủ, nhìn qua vừa thần thánh vừa trang nghiêm, gánh chịu tất cả hiểm cảnh cho mọi người. Hiện tại, trong mắt nữ đế và những người có mặt nơi này, Từ Dương trở nên cực kỳ cao ngạo. Dường như lúc hắn nhắm mắt ngưng thần hoặc chuyện trò vui vẻ đều có thể thay đổi mọi chuyện trong thế gian. Sức mạnh bạo phát khi lĩnh vực của Thao Thiết xuất hiện, nhưng dường như còn chưa đủ. Từ Dương đã bắt đầu chịu thống khổ, đạo tâm phất trần để ngang ở giữa, đảm nhiệm cầu nối của bản thân và mắt trận phong ấn, đang run rẩy kịch liệt không thể áp chế. Có thể tưởng tượng được, Từ Dương dùng cơ thể để cưỡng ép khống chế cỗ sức mạnh này đã nhận áp lực như thế nào. Tiểu tử, thực sự khó khăn cho ngươi, hiện tại ngươi tận lực áp chế là sức mạnh phong ấn của đạo tông đệ nhất thiên hạ 6.000 năm trước. May là ta đã hoàn thành hiến tế, khiến nhục thân ngươi tăng lên rất nhiều, bằng không chỉ với cỗ uy áp này cũng khiến cơ thể ngươi bị xé nát. Lời này của Thao Thiết tuyệt đối không phải chỉ nói cho vui, vì không để Thao Thiết phí nguyên khí trong khi chữa thương. Từ Dương cũng không bảo hắn hiện ra bản thể, chỉ mượn nhờ tinh thần lực Thao Thiết phóng thích lĩnh vực tiến hành trợ giúp. Yên tâm, cho dù như thế nào, ta đều sẽ đưa các ngươi bình an ra ngoài. Đến đây thì cũng khép lại tập 180 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.